Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình. Trong mắt nhiều người thì Việt Kiều vẫn coi là những người giàu có, hào nhoáng. Bởi vì mỗi lần về Việt Nam thì coi như là tiền bạc rủng rỉnh, quà cáp đầy đủ. Cho nên là trong mắt nhiều người vẫn có một cái ấn tượng về cách tiêu tiền của Việt Kiều mỗi khi mà họ trở về Việt Nam. Nhưng mà bên cạnh đó thì có nhiều người là Việt Kiều, họ lại không nghĩ như vậy. Họ cảm thấy áp lực hơn mỗi khi về Việt Nam. Bởi vì sự hiểu nhầm của những người trong nước và những cái điều tốt đẹp thì được nhiều Việt Kiều chia sẻ. Còn những cái khó khăn vất vả ở nơi xứ người thì ít ai dám nói ra. Bởi vì họ sợ bị nói là keo kiệt này kia, rồi Việt Kiều mà về kể khổ, nói chung vân vân và vân vân. Nói chung là ít ai dám nói ra những cái sự thật như vậy nha quý vị. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái tâm sự của một vị nữ Việt Kiều đã bỏ qua cái sĩ diện của mình để nói ra hết. Mời quý cô bác anh chị mình cùng theo dõi những cái điều mà nữ Việt Kiều này chia sẻ về những cái cuộc sống ở Mỹ nha quý vị. Tôi đọc nhiều bài viết về Mỹ, giật mình vì chẳng ai kể ra nỗi khổ của những người tha hương. Việt Kiều nói chung cũng chỉ là cái mác. Cái mác đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu. Gần đây tôi đọc thấy có nhiều bài viết kể về cuộc sống của người Việt tại Mỹ. Tôi đọc qua và nhận thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh cuộc sống người Việt tại Mỹ. Một số cho rằng cái mác Việt Kiều khiến cho những đứa con Việt trở nên khoe khoang, xa xỉ và hòa lẫn vào phong tục xa hoa xứ người. Hoặc như một số ý kiến cho rằng những lời nói của bài viết cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ là không đúng sự thật. Tôi là một học sinh đã qua định cư tại Mỹ được gần 5 năm. Sau khi đọc bài viết cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ, tôi quyết định viết một bài viết để nói rõ hơn. Vì bài viết chưa nêu rõ được cái gian lan thực sự của nơi đất khách quê người. Theo lời của những người đi trước, cái khó khăn họ phải trải qua ở những ngày đầu đặt chân đến Mỹ là không lời nào có thể tả được. Họ nói rằng những người qua sau như chúng tôi sung sướng hơn nhiều vì có bà con họ hàng đi trước giúp đỡ. Nhưng tôi và mẹ đến Mỹ với rất nhiều người thân ở rải rác trên nhiều tiểu bang, và những cái giây phút hời hợt giúp đỡ hoặc là giúp để lấy tiếng thơm hoặc giả chỉ là một trách nhiệm là điều tôi nhận thấy. Cũng như bài viết của Vũ Giao, cái đất nước này khiến con người ta bị áp lực rất nhiều, và cái áp lực đó khiến con người ta trở nên bấn loạn, vô cảm. Cái khó khăn là ở đồng tiền. Người ta nói ở Mỹ là có tương lai, là có tiền, cứ như everything is money. Nhưng đâu ai biết rằng ở cái xứ này money is everything. Đúng là lương hàng năm của người Việt có thể xấp xỉ từ 20.000 đến 40.000 đô tùy theo hộ gia đình có bao nhiêu người. Những người qua càng lâu sẽ có mức lương càng cao. Lương trung bình của mỗi người Việt mới qua là dưới 20.000 đô la một năm trong suốt gần 3 năm đầu tiên. Còn sau đó có khả năng hơn hay không là tùy vào 30% cố gắng và 70% vận may. Và xét cho cùng, ở mức lương nào thì cũng phải vật lộn với cuộc sống cay nghiệt ở xứ người là khôn xuể. Khi còn ở Việt Nam, tất cả những việc tôi phải làm là ăn và học. Thi thoảng cuối tuần mới giúp dì và mẹ đi bán hàng. Lúc nào ở nhà cũng có người, không khí luôn ấm cúng và vui vẻ. Cứ tối tối là cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Lâu lâu bán đắt hàng, cả nhà lại đi ăn ở một nhà hàng nào đó. Tối đến thức khuya cùng nhau xem một bộ phim. Dù 10 giờ nhưng trong nhà điện đóm vẫn sáng trưng. Sáng sớm chỉ cần
10 phút đi bộ rà rà đến chợ, mua một gói xôi, một cái bánh hay một tô hủ tiếu nóng hổi. Nhìn dòng người đi lại nhộn nhịp, tiếng kèn xe inh ỏi, những cô hàng gánh nặng nhọc dưới nắng. Tất cả những thứ bình dị ấy là một thứ rất xa vời với chúng tôi ở đây. Có thể một số người thỏa mãn với cuộc sống mới sau bao gian nan, trắc trở nên họ tự mãn. Nhưng với chúng tôi, cái cuộc sống trong bốn bức tường, mạnh ai nấy một phòng riêng biệt. Sáng chưa chắc thấy mặt nhau đã vội vã đi làm, tối về mệt nhoài thì thay đồ xong đi ngủ. Những bữa ăn lạnh lẽo, có gì ăn đó, và hâm nóng bằng lò vi sóng thức ăn của cả tuần. Đây là cuộc sống vật chất mà nghe kể thì nhiều, nhưng chẳng ai hiểu được cái cảm xúc đó cả. Ở Việt Nam, ngoài tiền điện, nước, chợ thì hầu như không có gì phải lo lắng nhiều. Không tính những gia đình khó khăn kiếm từng xu cho con đi học, hoặc cho đi học thêm quá nhiều như những gia đình ở thành phố. Ở cái xứ này, cứ mỗi tháng là những hóa đơn cứ ngập tràn trong hộp mail. Nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm xe, tiền xe trả góp. Cứ tính như thế, giả sử một gia đình có ba mẹ đi làm và hai con đi học, lương mẹ đi làm neo mỗi tháng là 2.000 USD. Đây là một con số không thực tính ở thời điểm hiện tại, vì nghề neo không còn trong cái thời điểm thăng hoa như ngày xưa nữa. Và của ba là 1.500 đến 2.000 USD một tháng nếu đi làm ở hãng. Vậy cứ cho là 4.000 đô một tháng. Tiền nhà với những gia đình mới qua ít nhất phải chờ 10 năm mới đủ tiền mua một căn nhà. Vì thế tiền thuê một căn hộ sẽ vào khoảng 1.200 USD đến 1.500 USD. 1.500 USD là giá trung bình hiện nay ở bang Virginia. Một số bang khác có thể rẻ hơn. Người mẹ cần một chiếc xe, người ba cần một chiếc xe. Nếu mua xe cũ thì chỉ cần trả tiền bảo hiểm mỗi tháng. Hai xe một năm, vị chi là 1.200 đến 1.500 USD, hoặc 100 đô một tháng. Tiền chợ búa dao động từ 200 đến 300 đô một tháng, tùy theo khẩu phần và giá cả của thức ăn. Và tin tôi đi, 200 đến 300 đô một tháng, tùy theo khẩu phần, gia đình, giá cả thức ăn. Với người dân ở California, food stamp là một điều rất bình thường. Nhưng ở bang Virginia tôi đang ở, food stamp không phải muốn là đăng ký có được. Tiền ga, điện nước là khoảng 200 USD. Tiền điện thoại nằm ở mức 100 đô cho 4 người. Cứ thế mà tính lẻ tẻ đi lên. Hàng ngàn nhiều thứ bill khác cứ thay phiên nhau chạy tới. Mỗi thứ rút trong túi ra một ít để dành lại trả được bao nhiêu. Cái gọi là Medicare hay là Medicaid không phải ai cũng có được. Thế là một lần đi bác sĩ chỉ khám thôi là cũng mất khoảng 60 đô. Chưa tính tiền thuốc men, nằm viện thì cứ lên cả ngàn đô. Nên có tiết kiệm bao nhiêu rồi cũng có ngày tiêu tan hết. Cuộc sống cứ tả tà mà trôi. Ở Việt Nam, một hộ gia đình trung lưu có thể tiêu xài 2-3 triệu một ngày để đi chơi hoặc là đi ăn. Có thể bỏ ra 15-20 triệu mua một cái tivi, tủ lạnh mới. Bỏ ra vài triệu để có thể mua một tour du lịch ngắn ngày trong dịp lễ. Còn ở đây chỉ cần xài nhỉnh hơn 50 đô một ngày là tối đến, trên trán lại xuất hiện thêm một vết nhăn. Đi mua sắm nhìn cái áo giá 20 đô thì thích lắm, cũng phải than ngắn thở dài mới bỏ xuống, đợi khi nào sale mới dám mua. Nên cái mức lương ở trên thấy có vẻ dư giả, chứ xài nhẹ nhẹ tay cũng đã thấy tiền bay đi mất. Tôi biết một gia đình, ba mẹ là y tá, bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy, thu nhập cao, ổn định.
đến Mỹ và làm lại từ đầu, từ những công việc bẩn hèn nhất, đắng cay nhất. Miệng lưỡi con người ở đây rất là tàn nhẫn, cũng như cách họ sống. Ai cũng chỉ muốn mình là người tốt, nên luôn hạ xuống tư cách và nhân phẩm của bất cứ ai làm mất lòng họ. Nhưng đối với họ thì ai là chả là người mất lòng. Tôi biết một gia đình, ba là kế toán, mẹ có hàng quán nhỏ nhưng rất đông khách, không giàu sang nhưng cũng thuộc hàng khá giả, không phải bận tâm đến đồng tiền. Với họ qua đây mở tiệm nail nghe giàu thật, nhưng có ai biết đằng sau đó là mồ hôi, nước mắt. Mọi công đoạn đều phải tự họ mày mò mà làm, trang trí lại nội thất, quảng bá cho thương hiệu. Có những khi làm không đủ, vài tháng số tiền đi vào lại ít hơn số tiền đi ra. Tôi biết một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu với biệt thự ở ngoại thành. Sang đến Mỹ, ba mẹ phải đi chất hàng lên toa xe lửa với mức lương 1.200 đến 1.500 đô một tháng. Họ cố ngậm đắng nuốt cay cho hai đứa con gái ăn học thành tài trước lời dè biểu của họ hàng. Tôi biết mẹ và tôi rầy đây mai đó không ổn định. Bà con chỉ nhìn nhau khi cần giúp đỡ. Mẹ chịu nhiều đắng cay trong công việc và những bất mãn khiến con người ta hóa điên. Phải lo lắng cho họ hàng ở Việt Nam, phải tự cứu lấy bản thân chơi vơi nơi xứ người. Nhiều khi bất mãn cũng không có tiếng nói. Tôi giật mình khi đọc nhiều bài viết có phần hơi khoe mẽ của một số người Việt tại Mỹ. Nhưng theo tôi thấy, họ có quyền đó vì họ đã đi lên từ đôi bàn tay trắng và thành quả của họ đáng được công nhận. Tôi không nói đến những người dè biểu và chê bai đất nước của chính mình đầy ác ý. Và tôi giật mình hơn vì chẳng ai kể được nỗi khổ của những người tha hương cả. Cái chiếc vé máy bay về thăm quê chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng khi về là có hàng nhiều móc xích liên quan tiền bạc, lại bỏ dở một hoặc hai tháng đi làm, về sẽ mắc nợ mãi không trả đủ. Đúng đấy, cứ nhìn Việt Kiều về nước với đầy hột xoàn trên người mà đánh giá, chẳng bao giờ có ai đánh giá nổi sự cam chịu và khó khăn mà họ đã trải qua. Việt Kiều nói chung cũng chỉ là cái mác đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu. Tôi không muốn trở thành kẻ kể lể để nhận sự thương hại hay là chê trách từ ai. Những thứ tôi kể là những thứ tôi biết và chứng kiến với cái xứ thoải mái và vô tình này. Mong mọi người sẽ có cái nhìn khác hơn về những người Việt tại Mỹ. Quý vị, anh chị và các bạn cũng vừa được nghe xong một cái tâm sự của một vị nữ Việt Kiều sau khi mà đã qua Mỹ một thời gian và cũng đã đưa ra những cái lời nhận xét thẳng thắn nha quý vị. Và thực sự thì khi mà lên mạng xã hội có rất nhiều Việt Kiều, đa phần họ hay khoe mẽ hoặc là nói rằng cuộc sống ở Mỹ rất là tốt, thế này thế kia, màu hồng, rồi chỉ cần là qua được đến bên Mỹ thôi là cuộc sống thay đổi rất là nhiều rồi. Nhưng từ cái lúc mà thay đổi đó thì họ phải đối diện với bao nhiêu cái sự vất vả, đối diện với rất nhiều các cái khó khăn trong cái cuộc sống hòa nhập với nước Mỹ nha quý vị. Nói chung để được như vậy thì chắc chắn họ cũng đã từng trải qua những cái cuộc sống gian khổ. Nhưng mà đâu ai có thể chấp nhận để chia sẻ những cái điều đó đâu. Hôm nay thì một vị nữ Việt Kiều sau khi mà đã chia sẻ cái câu chuyện này, có lẽ quý vị sau khi nghe xong cũng có những người sẽ đồng cảm với vị nữ Việt Kiều này. Cũng có những người cũng sẽ cho rằng đây là những cái câu chuyện không có thật, hoặc là người này nói quá hơn. Thì cái này cũng là tùy quan điểm cá nhân của mỗi người nha quý vị. Có người thì họ thấy cuộc sống của họ vất vả khó khăn thì họ chia sẻ lại như vậy. Nhưng cũng có những người mà họ qua được đến bên Mỹ, họ may mắn hơn, họ không gặp phải những cái trắc trở gì trong cuộc sống và họ cứ làm để ra và dần dần họ có của cải tích lũy thì họ cảm thấy là cuộc sống Mỹ màu hồng nha quý vị. Nói chung mỗi người một quan điểm khác nhau.
Mình chia sẻ video này để cho nhiều quý cô bác anh chị khác được biết thêm nhiều các cái khía cạnh của cuộc sống nha quý vị. Chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay, mình chia sẻ một cái tâm sự của một Việt kiều Mỹ sau khi mà đã từ Việt Nam qua Mỹ và đúc rút được một số các cái kinh nghiệm, cũng như là chia sẻ để cho những ai mà có nhu cầu đi Mỹ thì cũng biết tình hình ở Mỹ nó như thế nào và người Việt mình đối xử với nhau ra làm sao nhé quý vị. Bởi vì thực tế thì có rất là nhiều người chia sẻ là cái cộng đồng người Việt của ở Mỹ của mình là không có được đoàn kết như các cái cộng đồng khác nha quý vị. Và cái nội dung chia sẻ của cái vị Việt kiều này thì có tên là tại sao người Việt lại kỳ thị lẫn nhau ở Mỹ. Lúc mới qua Mỹ, tôi thấy sốc và buồn vô cùng khi nghe những quan điểm người mình tẩy chay người Việt mình tại Mỹ. Khi các bạn mới qua đây thì không ít nhiều bạn sẽ nghe những lời lẽ ví như thôi mày ơi, mày đến Mỹ đi, để Mỹ nó làm, Việt Nam mình không có tốt đâu. Thí dụ như thế này, tôi cần mua bảo hiểm xe, tôi chẳng biết hỏi ai, nhờ ai, đành lấy tờ báo Việt Nam, gọi cho các dịch vụ bảo hiểm của người Việt, nhờ họ tư vấn và giúp cho. Thì có người lên tiếng rằng, thôi, đừng bao giờ mua của Việt Nam, gọi cho Mỹ đi. Rồi một lần khác, tôi cần mua xe, tôi ra nơi bán liên lạc với người Việt làm trong hãng xe nhờ tư vấn thì cũng câu nói ấy. Chưa hết, đến khi mua nhà cần làm lợ hay cần người dẫn đi coi nhà hoặc là khai thuế hàng năm, tôi luôn tìm đến dịch vụ của người Việt thì cũng vậy. Mỹ đi, tất cả Mỹ là đáng tin nhất, đừng qua Việt Nam, mình bực không chịu được. Những điều họ nói không phải không có cơ sở và vô lý đâu. Khi tôi đi làm, tham gia các hoạt động cộng đồng, chia sẻ, thì chính bản thân cũng gặp những điều như thế này. Thành thật và đau xót, phải nói là đồng hương ta có những tính xấu cực kỳ, nhiều chuyện, ném đá giấu tay, ích kỷ, đố kỵ và không đoàn kết. Thí dụ như, đi làm hãng với nhau, thay vì người vào trước giúp người vào sau, không đâu, tìm cách bắt nạt, ăn hiếp, nói xấu nhau, hoặc thấy người ta làm cái gì được việc thì tìm cách phá hoặc là chửi. Ôi thôi, kể làm sao hết được đây, thật là đau lòng quá đi. Nhưng thay vì hét gọ, ghét họ, bực mình, và nếu cứ nghĩ thế thì bi quan quá, mình không thể bắt họ thay đổi thì mình thay đổi vậy, viễn ly để ly sành hỷ lạc. Bên cạnh những người xấu đó vẫn còn không ít người tốt. Tôi vẫn luôn nhìn về những điều tốt đẹp, tìm người tốt mà chơi, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã thôi. Ai nói gì thì nói, mình đều nhờ anh em Việt Nam hỗ trợ hết tất tần tật. Số tôi có lẽ hên hay sao ấy, không bị ai gạt hết, mà trái lại, những anh em ấy bây giờ trở thành bạn bè hết. Buồn buồn rủ nhau uống cà phê, cần gì hỏi thông tin, họ giúp đỡ tận tình. Chưa kể là tôi gặp rắc rối về bảo hiểm y tế, tôi chạy lên cơ quan xã hội của người Việt, các chị các cô chú hết lòng giúp đỡ mà không tốn đồng nào, cuối cùng cũng xong. Các cơ quan người Việt tại đây họ không chỉ giúp riêng cho người Việt đâu, mà bên cạnh đó họ còn giúp đỡ người Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia nữa. Cơ quan của mình bên đây tốt lắm, thưa quý các bạn. Tôi cũng đã sử dụng qua rồi mới dám khẳng định như vậy. Tôi không hiểu tại sao có những người luôn nghĩ rằng chỉ có người Mỹ là tốt, cái gì của Mỹ cũng là tốt nhất. Tại sao không ủng hộ đội nhà trong khi chúng ta đều là người Việt với nhau nhỉ? Tôi không bao giờ nghĩ thế. Trái lại, phải ủng hộ người Việt, đó mới chính là thể hiện dân tộc tính. Mình là người Việt, mình phải ủng hộ, hỗ trợ cho đồng bào mình bằng những hành động thiết thực. Chính mình là người Việt thì mình phải là những người đầu tiên bảo vệ đồng bào mình chứ. Hầu hết bất cứ nơi đâu trên khắp các tiểu bang ở Mỹ
đều có những cơ quan của người Việt mình. Người ta có nhiều chương trình để hỗ trợ những đồng hương, những người Việt của chúng ta. Họ luôn sẵn sàng giúp ta một cách nhiệt tình. Vậy nên các bạn sắp định cư qua Mỹ, các bạn không phải lo mình bị bơ vơ đâu. Sẽ luôn có những người đồng bào sát cánh với bạn nơi đất khách quê người. Đôi lời gửi anh em sắp qua tham khảo. Khi mới chân ướt chân ráo sang đây, tiếng Mỹ không rành, luật pháp một rừng chưa hiểu hết, tìm đến Mỹ cũng được. Liệu mình có hiểu hết những gì họ nói hay không? Và họ có suy nghĩ và cảm nhận mình không? Lúc đó, cần người mình có lẽ dễ hơn, ít ra còn dễ cảm thông hơn. Đó là quan điểm của cá nhân tôi, còn tùy vào các bạn, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Quý vị, anh chị và các bạn cũng vừa được nghe xong một cái chia sẻ của một vị Việt Kiều sau khi mà có những cái trải nghiệm thực tế ở bên Mỹ nha quý vị. Và thực tế thì cũng có rất là nhiều các cái câu chuyện bóc phốt lẫn nhau của những người Việt mình khi mà qua bên Mỹ. Và quý vị cũng đã biết rồi, ví dụ như là có những người thì ngay như kể cả làm cùng một tiệm nail với nhau thôi, họ còn là tranh giành đấu đá lẫn nhau, rồi chửi nhau, cãi nhau, vân vân và vân vân. Huống chi là những cái vấn đề khác, ví dụ như là cạnh tranh về tiền bạc hay là cạnh tranh về các cái khách hàng. Nói chung là ở đâu thì cũng như vậy thôi, có người này, có người kia. Có thể là một bộ phận nhỏ làm ảnh hưởng rất nhiều đến cả một cộng đồng nha quý vị. Bởi vì đã là cộng đồng với nhau thì thường người ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà đôi khi cũng chỉ vì một vài người mà làm xấu cái hình ảnh đó. Rồi quý vị cũng đã biết, đôi khi những cái hình ảnh tốt thì người ta không quan tâm. Nhưng mà những cái hình ảnh xấu thì nó sẽ lan truyền rất là nhanh. Và cụ thể thì có rất là nhiều các cái video clip, ví dụ như là đánh nhau, tranh cướp nhau, chửi nhau ở trong các cái tiệm nail chẳng hạn. Rồi mấy bà sồn sồn với nhau thì nói chung là dùng những từ ngữ miệt thị lẫn nhau, rồi cãi cọ nhau, chửi bới nhau, sùm hết cả lên. Thì cái đó thì quý cô bác anh chị có lẽ cũng ít nhiều cũng đã trải qua. Nhưng mà trên đây là những cái chia sẻ về các cái vấn đề mà cho những cái người Việt chuẩn bị qua có thể tham khảo, rằng là không có những cái chuyện đó như vậy xảy ra. Bởi vì ở đâu thì cũng có người này, người kia, người tốt, người xấu. Và có những người thì sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ mình. Vì khi mà mình là một cái người mới qua một đất nước xa lạ thì chắc chắn mình sẽ tìm đến những cái cộng đồng người Việt của mình để có thể nhờ tư vấn, để có thể nhờ sự giúp đỡ nha quý vị. Chứ còn bây giờ người mới qua không biết một cái gì cả, tự nhiên đi qua rồi cứ nhờ người Mỹ làm hộ chẳng hạn, thì nói chung là cũng rất là khó khăn trong cái bước đầu tiên. Bởi vì cái ngôn ngữ này, rồi cái phong tục tập quán, rồi luật lệ, rồi nói chung là nước Mỹ thì nó rất là nhiều các cái luật lệ nha quý vị. Mỗi một luật lệ của một tiểu bang khác nhau, thì tùy quý cô bác anh chị đến cái tiểu bang nào thì mình có thể tìm hiểu cái nơi mà quý cô bác anh chị đang sống. Nhưng mà trong cái video ngày hôm nay thì cái chia sẻ của một vị Việt Kiều này thì cũng rất đáng để mọi người có thể tham khảo nha quý vị. Còn lại thì quý cô bác anh chị nghĩ sao về cái vấn đề và cái câu hỏi mà vị Việt Kiều này chia sẻ, là tại sao người Việt ở Mỹ lại kỳ thị lẫn nhau, rồi đôi khi có những cái sự nói xấu nhau, hoặc là có những cái cạnh tranh nó không lành mạnh, hoặc là có nhiều điều khác. Thì không biết là quý cô bác anh chị đang theo dõi cái video này, quý vị đã từng trải qua những cái câu chuyện đó hay chưa, hoặc là quý vị có những cái kinh nghiệm nào thì quý vị hãy chia sẻ dưới comment ở bên dưới video để cho những ai mà theo dõi video này họ có thể tham khảo. Hay là những cái trường hợp như là kiểu ma cũ bắt lạt ma mới chẳng hạn, thì nói chung là người Việt Nam mình, kể cả ngay như ở trong nước thôi thì cũng vậy thôi. Có nghĩa là những cái người cũ thì đôi khi người ta cũng nghĩ rằng là họ biết nhiều thứ hơn, và họ có thể bắt nạt những cái người mới vào. Rồi họ nghĩ rằng là họ có thể là có những cái quyền hành vô hình nào đó. Nhưng mà thực chất thì những cái người như vậy thì cũng cùng vai phải lứa thôi, cũng là một cái đồng nghiệp với nhau thôi. Tại sao thay vì
giúp đỡ người ta mà lại có những cái hành động gọi là coi thường người ta, rồi thế này thế kia, rồi vân vân và vân vân. Nói chung là trên đây là một vài các cái ý kiến cũng như là chia sẻ dành cho quý vị, anh chị và các bạn trong cái video ngày hôm nay. Quý vị cảm thấy sao về vấn đề này? Hãy để lại những cái ý kiến comment bên dưới video.